À, chào các bạn ghé qua kênh Sờ Tay Đón Gió. Trong chương trình review sách của kênh tuần này thì mình xin giới thiệu đến các bạn một quyển tiểu thuyết văn học Mỹ có tên là Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát của nữ tác giả Delia Owens ha. Nữ tác giả này thì sinh năm 1949 và năm nay bà đã trên 70 tuổi rồi và vẫn còn đang sống ở Mỹ ha. Thì đây là một quyển sách này là một cái hiện tượng văn học của Mỹ khi nó xuất bản vào năm 2018 và vào năm 2019 đã trở thành một quyển bestseller được dịch ra nhiều thứ tiếng và bán ra khoảng trên 15 triệu bản ha. Ở Việt Nam thì nó được xuất bản vào năm 2020 và đến nay đã tái bản lần thứ 5 rồi. Thì quyển sách này đã được chuyển thể thành kịch bản phim điện ảnh và đã phim đã chiếu vào năm 2022 rồi và cũng được đánh giá rất là cao ha. Thì có lẽ là bạn cũng có được nghe qua, nhắc qua cái tựa sách và cái tên phim rồi. Thì hôm nay thì trong chương trình review sách thì mình sẽ nói lên cái cảm nghĩ của mình về cái quyển sách này. Thì quyển sách này là một hiện tượng văn học của Mỹ kể từ năm 2019 ha. Rất là nhiều người tìm đọc nó là bởi vì không chỉ vì là 500 trang sách đó là một quyển tiểu thuyết rất là hấp dẫn, được viết rất là chặt chẽ và thu hút á. Có thể là khi mà bạn đọc một dòng đầu tiên là bạn đọc một lèo hết quyển sách luôn chứ bạn không thể nào buông cái quyển sách xuống á. Thì cái thể loại nó là tình yêu lãng mạn và đấu tranh sinh tồn ở trong thiên nhiên và nó được viết trên cái nền, trên cái sườn của một cái câu chuyện nó hơi mang tính chất trinh thám nữa, nghĩa là khám phá vụ án á, và cái tình tiết mà bạn không thể nào đoán trước được á. Nhưng mà bên cạnh một cái câu chuyện thu hút như vậy thì cái quyển sách nó cũng có một cái scandal mà khiến cho mọi người rất là quan tâm và tìm đọc. Đó là nữ tác giả Delia Owens này á, là bà là một nhà sinh vật học và kiêm về đấu tranh về bảo vệ môi trường á, bảo vệ động vật hoang dã. Bà với chồng bà là người mà gia đình bà là đi đến châu Phi á. Và bà viết rất là nhiều sách về bảo tồn động vật hoang dã như là sư tử này, voi này. Thì khi mà bà sống ở châu Phi thì bà là một nhà bảo tồn sinh vật học và đấu tranh chống lại những cái thế lực mà săn săn những cái con thú tự nhiên á, làm cho những cái con thú hoang dã nó biến mất á, và sống theo cái kiểu là đấu tranh cho cái những cái động vật hoang dã đó. Và trong cái thời gian sống ở châu Phi thì cái đất nước sở tại đó có xảy ra một cái vụ án mạng của một cái người đi săn trộm những cái động vật đó, và ở cái vùng gia đình bà đang đang sinh sống và làm cái công tác bảo tồn ở đó thì rất là nhiều người nghi vấn là cái gia đình bà đã gây ra cái vụ án mạng đó, nhưng mà nó không có cái bằng chứng, thành ra cái vụ án nó không tìm ra được hung thủ. Và khi mà cái quyển sách Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát xuất bản á, nó giống như là một cái quyển mà tự truyện hay là viết về cái cuộc đời của chính bà, thì trong cái câu chuyện, trong cái truyện Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát nó cũng được làm nền bởi một cái vụ án mạng, và cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, và cái chết nó vô tình hay là nó có người sát hại thì trong cái câu chuyện nó có cái sự hé lộ đó. Thì cái cảnh sát khi mà cái quyển sách nó trở nên nổi tiếng á, thì cảnh sát ở một ở cái đất nước châu Phi nơi mà bà từng sống nó mới ra một cái lệnh là bắt bắt ba gia đình bà phải quay trở về cái nước đó để phải chịu sự thẩm vấn á, bởi vì cái vụ án ở trong sách với vụ án ở ngoài đời thật nó có liên quan với nhau á, mà người ta đặt nghi vấn lên cái gia đình của bà. Nhưng mà cái thời hạn của dẫn độ sau cái vụ án thì nó đã hết rồi, nên là không có luật dẫn độ từ Mỹ về 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 châu Phi với gia đình bà, và bà thoát cái án đó. Thì cái câu chuyện với cái scandal như vậy đó, thành ra rất là nhiều người tìm đến để đọc cái quyển sách này xem là bà viết cái gì trong đó và cái câu chuyện nó diễn ra như thế nào. Thì
thì cũng có rất là nhiều bài là phân tích là tại sao cái quyển Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát của tác giả Delia Owens nó lại thu hút như vậy. Thì có lẽ là cái mạch truyện nó thu hút là bởi vì là nó được viết có hơi màu sắc trinh thám ở trong nó, thì nhiều người đánh giá là cái kiểu hành văn của bà nó giống với cái nữ tác giả chuyên viết về trinh thám đó là Agatha Christie ha. Nếu mà bạn đọc như là Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông hay là Án Mạng Ở Sân Gôn, nó rất là nhiều tác phẩm của nữ tác giả chuyên về trinh thám này, thì có thể thấy là cái màu sắc của trinh thám của nữ tác giả trong Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát nó cũng sẽ dựng kiểu vậy, nghĩa là một cái vụ án mạng xảy ra mà bạn không biết là ai là thủ phạm. Cái cách viết rất là khác với lại Kygo hay là kiểu những cái tác giả trinh thám khác là đưa ra nhiều nghi ngờ, còn cái này là giống như là một cái chết và sau đó là một cái vỏ sò đóng lại tất cả những cái gì xung quanh liên quan, không có, bạn sẽ không biết được là thủ phạm là ai luôn, và cái mạch truyện nó đi theo một cái hướng là xung quanh cái chết đó thì những ai là người liên quan tới cái nhân vật đó, kiểu vậy đó. Kiểu mà Sherlock Holmes thì cũng 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 kiểu viết như vậy, thì cái màu sắc trinh thám trong cái chuyện này nó là như vậy. Còn nó là chỉ là một phần thôi, còn cái quyển này nó sẽ khi mà mình đọc thì mình nhớ đến nhiều nhất là cái tác phẩm Eo Biển Xanh á, là nó có cái tính chất là thiên nhiên hoang dã như vậy, kiểu mà một cô bé gái lớn lên trong một cái vùng đầm lầy hoang dã và không có được tiếp xúc hay là dạy dỗ trực tiếp từ người lớn, nó rất là giống với cái tác phẩm Eo Biển Xanh. Còn cái phần sâu như là những cái phần như là ở tòa án hay là cái sự phân biệt đối xử giữa những con người với nhau á, thì có nhiều người là so sánh của nó với so sánh cái tác phẩm này với cái kiểu Người Xa Lạ của Cambridge, một cái tác giả mà đạt giải Nobel văn học, hay là Giết Con Chim Nhại, nó cũng có một cái kiểu tòa án mà xử án mà nó hơi mang tính phân biệt đối xử á, kiểu vậy. Thì đây là mình khi mà bạn xem cái review quyển này thì sẽ được kiểu mà link tới rất là nhiều cái tác phẩm nổi tiếng khác, với khi mà nó đưa ra rất là nhiều cái chủ thuyết về vấn đề xã hội như vậy. Thì riêng với mình thì cái quyển này nó cũng làm mình nhớ đến một cái quyển văn học Nga nữa, đó là Tội Ác Và Trừng Phạt, thì cũng cái kiểu là vậy. Có một cái án mạng đã xảy ra và cái người giết thì không để lại dấu vết nào hết, mà cái kiểu hành văn của bên bên đây của bên Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát thì nó khác với bên Tội Ác Và Trừng Phạt. Là Tội Ác Trừng Phạt thì bạn biết cái nhân vật giết là ai, nhưng mà người ta thì những cái người mà điều tra thì người ta không biết, còn bên đây là tất cả những cái chứng cứ là không thể nào mà tìm ra được cái nhân vật mà gây ra cái vụ án mạng á. Thì mình nói về nội dung của quyển Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát ha, thì nội dung thì nó kể về cái câu chuyện cuộc đời của một cô bé gái tên là Kia. Thì cô bé này là có ba mẹ và bốn bốn anh chị em khác nữa, hai anh trai và hai chị gái ha, sống ở một cái vùng đầm lầy, nghĩa là một cái vùng ven biển á, là một cái bãi lầy mà cái này là do là đất của ông nội của cô để lại ha. Thì gia đình chuyển đến đó sống, nhưng mà bố thì là trước đây là ông nội rất là giàu có, là một chủ điền rất là giàu có, nhưng mà do khủng hoảng kinh tế làm ăn bị thất bại nên là tất cả gia sản thì tiêu tán hết, và người bố thì gom những cái ngọc ngà châu báu gì còn sót lại trong nhà để đến một cái vùng khác, và tìm thấy mẹ của Kia là một cái
con của một người chủ xưởng rất là giàu có và gia đình kiểu rất là có thế lực á, thì mới dùng tất cả những tiền bạc còn lại để khoác lên mình một cái bộ cánh của một cái công tử nhà giàu và theo tán tỉnh mẹ của kia. Và khi mà lấy lòng được bà rồi á, và cưới được bà rồi thì lúc này thì mới lộ nguyên hình là một người kiểu mà cũng xuất thân là thiếu gia, nhưng mà bây giờ là không còn gì hết, phá sản rồi á. Thì ông bà ngoại của kia mới là không có giao tài sản cho cái người con rể này, mà là thử thách ông là làm thợ ở trong xưởng á. Thì một cái người mà công tử không biết làm gì hết thì không thể nào thích nghi được á, thì mới xung phong là đi lính để hy vọng là tìm một cái địa vị ở trong quân đội á. Nhưng mà ra thì chứng kiến một cái chiến trường nó rất là khốc liệt, thì không có chịu nổi á, không có chịu nổi điều đó. Và cả người con người cũng không phải kiểu mà người dũng cảm á, nên là khi mà bơm nổ đạn rơi thì trốn vào một góc, nhưng mà bơm vẫn vẫn nổ và bị thương. Và khi bị thương thì giữa bơm lửa đó người ta không có biết người nào là dũng cảm hay là người nào là hèn nhát, thì mới được hưởng cái trợ cấp của chính phủ dành cho kiểu thương binh á, và được cũng được huân chương. Thì khi mà được huân chương thì người bố đó cảm thấy rất là hổ thẹn, là bởi vì mình không phải là một cái người đàn ông như thế. Và khi mà trở về cái cuộc hôn nhân á, thì tìm cách là dụ vợ là bán đi những cái tài sản mà bố vợ chia để cho ra riêng, để đưa vợ đi cái vùng khác sống, đó là cái vùng đồng lầy mà ngày xưa mà ba mình mua mà để đó thôi. Thực ra nó chỉ là một cái vùng rất là hoang dã và không hề có một cái huê lợi gì, đưa đến giống như là ở ẩn, cảm thấy chán ghét cuộc đời á. Ở ẩn thì rất là tội nghiệp cho là mẹ của kia là một tiểu thư con nhà, khi mà chỉ được giáo dục là chỉ biết là đàn biết hát đồ này kia rồi thêu thùa đồ này kia, chứ không phải là một người phụ nữ mà có thể tạo ra mà của cải vật chất hay là có thể đảm đương được cái đời sống á. Thì khi mà đến đó thì đã 5 con rồi, những đứa con nó lần lượt ra đời và cái đời sống nó trở nên rất là túng quẫn. Và người bố thì tuyệt vọng nên là sinh ra rượu chè, và rượu chè vô thì đánh đập vợ rất là tàn nhẫn, đánh mà đánh bằng những cái cây còi lửa, cây sắt á, thì gây ra kiểu mà đánh thừa sống thiếu chết những cái người vợ và những cái đứa con của mình á. Thì cái người mẹ là kiểu cũng không phải là một cái người phụ nữ mạnh mẽ mà đủ để bảo vệ tất cả những cái đứa con của mình á. Nên là bà bỏ trốn khỏi cái vùng đó mà không mang một đứa con nào theo hết. Thì những cái anh chị của Kia, 4 người anh chị thì cũng lớn lên và không có chịu nổi cái sự kiểu mà tuyệt vọng rồi hành hạ những người thân trong nhà của bố. Thì bốn cái người anh chị đó cũng lần lượt bỏ nhà ở cái khu đồng lầy đó và đi, chỉ còn lại Kia là mới có 6 tuổi thôi và không thể nào rời cái vùng đó được, thì phải ở lại với bố. Thì ở lại một thời gian thì bố không biết là mất tích là bởi vì mất hay là bỏ đi một cái xứ khác như thế hết. Nhưng là tất cả những người trong nhà bỏ đi và chỉ còn lại em với cái vùng đồng lầy đó thôi. Và khi mà được những cái tổ chức xã hội đưa đến trường học để học chữ thì Kia không thể nào hòa nhập được với cái trường đó, và em quay trở về đồng lầy và sống như là một cái con người hoang dã, chạy trốn những cái người đồng loại, như là những cái tổ chức xã hội họ đến để họ đưa em đi vào cái đời sống văn minh. Thì em trốn ra cho đồng lầy thôi và chơi với chim, với diệc, rồi bắt sò bắt ốc để sinh tồn trong cái vùng đó. Và cần những cái nhu yếu phẩm thì kết nối với một cái thị trấn gần đó, có một cặp vợ chồng người da đen mà bán những cái nhu yếu phẩm á. Thì em đem những cái sò ốc hay là những cái con cá mà bắt được ở đồng lầy á để đổi những cái nhu yếu phẩm đó, và cô bé cứ lớn lên như vậy. Thì cô bé Kia này á, nó mang hơi hướng, mình nói là mang hơi hướng của cái eo biển xanh á, là bởi vì cái văn trong đây là cái văn tả cảnh của cái vùng hoang dã nó rất là đẹp. Văn tả cảnh rất là đẹp, và cái câu chuyện tình của Kia với Tate nó cũng giống như là cái chuyện tình trong Eo Biển Xanh đó, là hai đứa trẻ rất là thơ ngây giữa một cái vùng hoang dã như vậy. Thì Tate là có là
bạn của anh trai Kia. Kia có một cái người anh trai mà rất là thương Kia, nhưng mà do là bị bố đánh cũng chết lên chết xuống nên là bỏ đi để gia nhập vào quân đội, và để lại cô em gái. Thì có một cậu bé là bạn của anh đó là đến với vùng đầm lầy và giúp Kia học chữ, bởi vì không có đến trường đó. Thì cô bé này rất là yêu thiên nhiên và rất là thích tìm hiểu về sinh vật học và vẽ, giống mẹ là vẽ rất là đẹp, giống mẹ là vẽ rất là đẹp, nên là khi mà Ted đến dạy chữ và đem những cái sách ở thư viện đến cho Kia tiếp thu những cái kiến thức văn minh của cái con người bên ngoài á, thì hai cái cặp đôi này là có cùng sở thích là yêu thiên nhiên và tìm hiểu về về sinh vật học. Thì là một cặp đôi lớn lên từ hồi bé tới lớn trên cái vùng đầm lầy đó và yêu nhau. Thì khi mà lớn lên thì Ted ở cái độ tuổi mà đi học đại học á, thì phải rời khỏi cái vùng đầm lầy đó. Và ba của Ted thì cũng như là những người khác là muốn cho con có một cái tương lai nó sáng lạng, chứ không thể nào mà ở cái vùng đầm lầy đó mãi được. Thành ra khi mà ảnh đi học đại học ở xa, ảnh định là sẽ quay trở lại, sau khi học sẽ quay trở lại, nhưng mà khi khi đi học rồi thì cảm thấy là mình với cái vùng đầm lầy đó nó có sự khác biệt á. Khi mà ảnh ước mơ là ảnh được làm việc trong phòng thí nghiệm, ảnh là một nhà sinh vật học được làm việc trong phòng thí nghiệm, nên là ảnh đi thì ảnh không trở về nữa và cũng không có nói gì về cái lời chia tay nào với Kia hết. Và cô bé cảm thấy rất là cô độc khi mà những cái người thân yêu của mình á lần lượt rời cái vùng đầm lầy và rời bỏ cô bé để mà đi hết. Thì Ted rời khỏi Kia là năm cô bé 15 tuổi, và cô bé ôm một cái mối tình rất là thất vọng như vậy. Khi đến khoảng năm 19-20 tuổi thì cô có một cái mối tình với một người bạn trai khác, đó là Chase. Thì Chase thì cũng rất là yêu Kia. Khi mà họ có kiểu mà tình yêu của tuổi mới, của tuổi thanh xuân mà đi với nhau, và ảnh cũng hứa hẹn là sẽ kết hôn với cô, sẽ giới thiệu cô với gia đình bạn bè. Thì cô rất là hy vọng là cái mối quan hệ này sẽ giúp cô kết nối với cái thế giới bên ngoài, nên rất là tin tưởng cái anh Chase này. Nhưng mà gia đình mẹ của Chase thì không có đồng ý cái mối quan hệ đó và muốn là ảnh sẽ có vợ, có con, có một cái mối quan hệ bình thường khác. Thì anh này ảnh cũng rất là trăng hoa, kiểu cũng không phải chỉ có yêu một mình Kia mà cũng còn muốn cô này cô nọ, nên là cũng yêu Kia thì ở trong rừng, một cái mối quan hệ bí mật thôi. Nhưng mà khi ra thị trấn thì ảnh có đính hôn, có vợ và có mối quan hệ với nhiều cái phụ nữ khác. Thì khi mà Kia biết điều đó, là biết là ảnh đã cưới một cô gái khác, thì cô ấy muốn cắt đứt để bảo vệ cái sự tổn thương ở trong mình đó, nhưng mà Chase thì không có đồng ý. Thì khi mà Kia bày tỏ cái sự cự tuyệt với Chase thì ảnh không có chịu đựng nổi á, kiểu là mình cũng yêu cô này nhưng mà không biết làm sao khi mà mẹ mình không đồng ý, mà cái những cái mối quan hệ ràng buộc ngoài xã hội thì nó đã ràng buộc rồi á, thì ảnh không biết cách xử sự, và ảnh nổi điên lên và cư xử thô bạo với Kia như là cái cách mà bố bố của cô bé từng cư xử thô bạo với mẹ và con của mình á. Thì khi đó thì cái tình trạng của Kia rơi vào trong một cái tình trạng rất là tuyệt vọng, là bởi vì Chase thì biết cái vùng quen thuộc, cái vùng đầm lầy mà Kia ở. Những người khác thì vô đầm lầy là có thể không thể nào bắt được Kia, nhưng mà Chase thì đã được Kia coi như là một người thân rồi, và nó ảnh là không thể quên được cái cô gái này, nên là ảnh săn đuổi cái cô gái của vùng đầm lầy này. Và cái chuyện nó được mở đầu á, và được xen kẽ từng chương, nó kể theo kiểu từng chương là xen kẽ giữa cái khởi đầu đó là một cái chết của cái chàng trai Chase này, khi mà anh ta bị rơi từ trên cái tháp canh của cái vùng đầm lầy xuống, một vụ án mạng, và cảnh sát là không thể nào tìm ra bất kỳ một cái manh mối nào hay là một cái dấu vết nào để mà tìm thấy hung thủ á. Thì nó được xen kẽ giữa cái sự điều tra của cảnh sát xung quanh những cái mối quan hệ của chàng trai Chase này và cái ký ức từ hồi bé tới lớn của Kia. Đó là cái mạch truyện diễn ra như vậy.
Thì bởi vì tác giả là một nhà sinh vật học và là một nhà bảo tồn những cái loài động vật hoang dã, nên là ở cái cuốn sách Ra Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát này á, bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều cái kiến thức về tự nhiên, về sinh vật ha, và cái tư tưởng của cái người viết cái câu chuyện này á, là bảo vệ tự nhiên và tôn trọng tự nhiên. Thì cái tựa Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát nó là một cái câu nói của mẹ Kia lúc mà Kia còn bé. Thì bà cũng là một người rất là yêu thiên nhiên á, và bà dạy Kia là khi mà buồn á thì đến ở một cái nơi rất là xa, nơi cái loài tôm hát, nghĩa là những cái nơi nó hoang dã, nó không còn những cái con người, nó làm đau mình nữa. Thì ở đó thì thiên nhiên có thể ôm ấp, có thể xoa dịu được cái cảm xúc của con người, có thể chữa lành được cái cảm xúc của con người. Thì cái tựa nó có nó mang ý nghĩa như vậy, là nếu mà mình đau khổ, nếu mà mình tuyệt vọng thì hãy tìm đến một cái nơi thật sự hoang dã, chỉ có những cái sinh vật hoang dã sống thì sẽ được chữa lành á. Thì Kia là khi mà vô trường học thì vô chỉ được một ngày thôi thì cảm thấy không phù hợp nữa, bởi vì nơi đó người ta không có đón nhận em, hay là khi mà ra thị trấn thì người ta, cái xã hội thời đó, cái bối cảnh của 1950 khi mà cái xã hội thời đó họ rất là phân biệt đối xử giữa cái người mà có gốc gác gia đình thế này thế kia và cái người da đen, và cái người mà kiểu như sống kia của đời sống của Kia là không có nhà cửa, không có tài sản, không có gốc gác gì á. Thì họ xem như là một cái kiểu rất là hạ đẳng, và họ không có đối xử cái công bằng trong xã hội á, thành ra em không thể nào hòa nhập được với cộng đồng á, và thu mình quay trở về với cái vùng đồng lầy của mình để mà sống cái đời sống tự nhiên, nơi mà thiên nhiên nó nuôi sống em, nơi mà em quen với nó và em cảm thấy được yêu thương ở trong nó. Thì nữ tác giả Delia Owen này thì cái kiểu của bà có thể là gọi là yêu thiên nhiên mà đến đến mức kiểu mà bảo vệ, và có thể theo cái chủ thuyết của bà là phải ai mà xâm phạm đến nó thì phải phải bị tiêu diệt á. Thì cái chủ thuyết này nó cũng gây tranh cãi ha, bởi vậy mà cái nhà nước mà nơi bà từng làm việc và sinh sống và có cái án mạng xảy ra ở vùng đó, người ta phải triệu hồi bà trở về để đặt cái sự nghi ngờ rất là lớn lên gia đình bà, là cũng bởi vì vậy á, cái chủ thuyết của bà. Và khi khi mà đọc thì cái kiểu khi mà người ta đã suy nghĩ theo cái hướng như đó thì cái hành xử của người ta lý giải theo cái cách đó, và người ta tin vào cái chủ thuyết của mình đó. Nó bởi vậy mình khi mà mình có viết note ở trên Facebook của mình về cái quyển này, thì mình có đặt cái quyển Tội Ác Và Trừng Phạt vào cạnh cái quyển Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát, bởi vì hai cái chủ thuyết nó rất là khác nhau. Hai cái vụ án mạng nó xảy ra, nhưng mà nội tâm của cái nhân vật mà gây án trong Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát và nội tâm của cái nhân vật trong Tội Ác Và Trừng Phạt nó là hai cái dòng chảy rất là khác nhau, khi mà con người chịu ảnh hưởng của hai cái chủ thuyết khác nhau. Thì cái chủ thuyết của Delia Owens, của nữ tác giả này, và bà cũng là chủ thuyết của những cái nhân vật của bà, thì là tự nhiên nó vốn là như thế rồi, tự nhiên nó là một cái dòng chảy như vậy, và không có cái tốt xấu hay là cái thiện ác gì trong cái dòng chảy của tự nhiên hết. Nghĩa là cái con này nó ăn con kia, hay con này để bảo vệ cái bản thân nó thì nó phải tiêu diệt cái sinh vật khác gây nguy hiểm của nó, đó là thiên nhiên thôi. Và nó không có tốt xấu, không có con rắn tốt hay là con ếch nó tốt, con rắn bị ăn con ếch là con rắn nó là cái động vật kiểu là đáng bị kết án hay gì hết, nhưng mà cái dòng chảy tự nhiên nó là như vậy. Đó là cái chủ thuyết của bà tin là như vậy, và bà lý giải cả cái xã hội của con người nó cũng theo cái chủ thuyết của bà, và cái những cái nhân vật của bà nó cũng nghĩ như vậy á, kiểu vậy. Thành ra người ta có một cái sự suy nghĩ và một cái sự chắc chắn trong những cái hành xử của họ rất là quyết liệt kiểu như vậy. Còn cái mà Tội Ác Và Trừng Phạt thì cái con người nó được nuôi dưỡng trong một cái xã hội văn minh, nó chịu ảnh hưởng bởi những cái chủ thuyết của loài người á, là nghĩa là
khi mà bạn gây ra một cái gì cho người khác thì cái sự thanh thản ở trong tâm hồn nó không còn nữa, mặc dù là không có ai phát hiện ra cái tội ác đó hết, nhưng mà cái tâm hồn của con người á, kể từ khi mà tiêu diệt một cái sinh vật đồng loại của mình là con người thì nó không còn bình yên nữa, và không cần ai kết án gì về cái tội ác đó hết, và bản thân cái con người đó thì họ đã sống trong một cái địa ngục rất là khủng khiếp rồi á. Họ không thể nào thoát ra khỏi cái dù họ cố gắng biện minh cho cái hành động của mình tới cỡ nào. Thì khi mà đọc Sang Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát thì bạn sẽ nhận được rất là nhiều cái kiến thức về tự nhiên, về sinh vật học ở trong cái câu chuyện này, như là một cái cách của nhân vật chính quan sát tự nhiên và lý giải những cái mối quan hệ xã hội của con người á, bởi vì là cô bé là không được học trong xã hội loài người, thành ra em nhìn vào cái thiên nhiên quanh mình để mà lý giải những cái hành động của con người và trả lời những cái câu hỏi của bản thân em, những cái thắc mắc của bản thân em về loài người. Thì bởi vì là mẹ của Kia bỏ đi và bà đi thì trong em là có một cái câu hỏi rất lớn là tại sao mẹ không trở về và mẹ đón mình, mẹ là mẹ của mình mà tại sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy á, và kiểu và người đọc thì cũng sẽ có một cái câu hỏi lớn như là Kia như vậy, khi mà bà có một cái gia đình bên ngoài rất là giàu có, bên gia đình bên ngoài của Kia vẫn rất là giàu có, thì khi mà bà trở về được cái gia đình của mình thì với cái sự ảnh hưởng của bố mẹ của mình thì bà có thể trở lại với bên 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 cảnh sát hay là bên những cái tổ chức xã hội để mà giải thoát những đứa con của mình ra khỏi cái ông chồng thô bạo đó để đưa về và sống với nhà ngoại được, mà khi mà nhà ngoại rất là giàu ha, nhưng mà bà đã bỏ đi và về với nhà ngoại và bà sống suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời của bà ở đó mà bà không hề có một cái hành động là trở lại để tìm con, nó chỉ có là những cái lá thư lý giải bằng việc những cái lá thư bà được viết đi để thương lượng với ông bố, nhưng mà một cái ông bố thô bạo như vậy thì không thể thương lượng được gì á, thì mình thấy nó giống như là một cái sự phi lý của câu chuyện, nhưng mà nó cũng là cái sự phi lý mà Kia phải đối mặt ở trong những cái câu hỏi trong lòng của Kia. Bản thân người đọc thì đã không chấp nhận được, thì giống như là Kia là không chấp nhận được cái kiểu đó, tại sao mẹ lại không tìm cách quay lại để đón mình đi á, thì nó lý giải là bởi vì là mẹ Kia là giống như là một cái cô tiểu thư không có chịu nổi những cái cú sốc như vậy và trở nên điên loạn và trở nên là bệnh hoạn khi mà trở về gia đình mình, và gia đình thì mất chăm sóc cổ nên là cũng không có thời gian quan tâm đến những đứa con của cổ, thì sau này thì dì của Kia có tìm qua những cái tổ chức xã hội để tìm lại năm cái đứa cháu của mình, nhưng mà chỉ tìm được một cái người anh mà đi vào chiến trường của Kia thôi, và khi mà anh có được manh mối của mẹ của dì của bên ngoại thì lúc mà trở lại tìm Kia thì ảnh có nói cái điều đó cho Kia biết và có đem những cái bức tranh của mẹ quay trở lại để Kia có thể qua tranh mẹ mà nhìn lại được hình ảnh của những người thân của gia đình mình đó. Thì nó cũng có lý giải kiểu như vậy, nhưng mà khi mà mình đọc á, thì bản thân người đọc sẽ có những cái uất ức giống như uất ức ở trong lòng kia vậy, thì trong đây thì tác giả dùng cái kiến thức sinh vật giống như là khi mà Kia quan sát tự nhiên á, thì cô cũng thấy là có những cái sinh vật là mẹ nhưng mà vẫn bỏ con của mình đi, thì cô nói là nó khi mà nó gặp cô quan sát là khi nó gặp một cái sự stress lớn gì đó thì cái sinh vật đó tự động bỏ bỏ con của nó đi và nó trở thành gen, khi mà một cái hành động nó trở thành là một cái gen và nó sẽ truyền thừa cho cái thế hệ sau một cái tập tính. Trong cái quyển này bạn sẽ quen rất là nhiều với cái từ tập tính, nghĩa là một cái sinh vật nó có cái tập tính đó, một cái giống cái nó thừa hưởng cái tập tính từ cái đời cũ nó được truyền thừa và nó có cái tập tính là khi stress lên thì nó sẽ bỏ con của nó và nó không còn quan tâm, không còn biết tới những đứa con của nó nữa, thì cô ấy tìm thấy được có những cái giống loài ở trong tự nhiên có những cái sinh vật như vậy để lý giải vì sao mẹ không không quay lại tìm mình, thì có thể là ở cái trong cái gen của bên ngoại kia cũng có. Mẹ được truyền thừa những một cái gen là khi mà gặp khó khăn thì sẽ chối bỏ con mình, không có nhận con mình mà chỉ thoát giải thoát cho bản thân thôi á. Và
sau hết tất cả thì những cái gì mà Kia tiếp thu được từ trong trong môi trường và sống và học hỏi từ tự nhiên thì cô ấy trở thành một cái nhà sinh vật học và viết sách về sinh vật học, và sau này thì cô ấy sống bằng bằng tiền viết sách của mình ha, đến cuối đời là một nhà nghiên cứu sinh vật học thực thụ, xuất bản sách là những cái câu chuyện về cái thế giới tự nhiên của cái vùng đầm lầy đó. Và cô cái di nguyện của cô là bảo vệ cái vùng đầm lầy đó, bởi vì đất là của ông nội, đất của ông nội để lại thì mình nhớ là diện tích đất thì rất là lớn, bởi vì khi mà Kia đóng thuế bằng cái trong chuyện thì Kia đóng thuế để giành cái quyền lấy cái vùng đầm lầy đó, thoát khỏi cái sự bê tông hóa và xây dựng hóa của cái vùng đó, là người ta đổ về đó để người ta xây khách sạn rồi xây những cái kiểu mà du lịch đón khách cho cái vùng đó, thì Kia vẫn bảo tồn cái vùng đầm lầy mà cô ấy đã bảo vệ cô ấy và nuôi lớn cô ấy bằng cái tiền nhuận bút viết sách. Thì mình nhớ là khi mà đó trong truyện nha, trong trong truyện thì lúc mà cô ấy hiểu về về cái việc đất đai ở cái vùng đó, bảo vệ đất đai, thì lúc đó cô ấy đã có một cái khoản mấy ngàn, một cái khoản tiền rất là lớn về về nhuận bút sách rồi, chứ không phải là vì bảo vệ cái vùng đất đó thì cô ấy mới đi xuất bản sách như là trong cái sự biên tập lại của kịch bản phim đâu. Thì mình nhớ là chỉ khoảng đâu 5-6 đô gì đó để đóng thuế cho đất hoang, để chuyển nó thành cái đất của có người chủ sở hữu. Khi mà cái đất là do ông nội mình mua thì cô chỉ cần đóng thuế thôi, thì chỉ có mấy đô la cho một mẫu, nhưng mà Kia đóng đâu đến không biết 300 hay 800 đô gì đó, nghĩa là một cái vùng ven biển bãi bồi kiểu 800 đô đi, mà 500 5 đô một mẫu mà 800 đô thì đất nó cũng rộng khủng khiếp á. Và cô đã đưa cái vùng đó vào đất bảo tồn, nghĩa là cô sẽ không bán và không cho phép ai được phá bỏ cái vùng nằm lầy đó để bảo tồn những cái sinh vật sống trong cái vùng đó. Và cô với Ted thì đã dùng cả cuộc đời của mình để nghiên cứu về những cái loài sinh vật ở vùng nằm lầy đó. Thì cái cách mà Kia nhìn và quan sát cái hiện tượng tự nhiên để cũng là để lý giải cái tính cách của những cái người yêu của mình. Đến với mình vì cái gì và tại sao họ lại phản bội mình. Thì với Chase thì cũng vậy, là tại sao anh ấy lại yêu cô nhưng mà lại đối xử với cô như vậy, lại lừa dối cô, lại đi cưới một cái người con gái khác nhưng mà vẫn không không vẫn không giải thoát cho cô. Thì cổ quan sát cái tập tính trong cái loài tự nhiên, thì cổ quan sát cái con đom đóm, những cái con đom đóm, những cái con đom đóm nó đã hành xử với bạn tình của nó như thế nào, hay là những cái con bọ ngựa, cái cách nó cư xử với những cái người bạn tình thiếu tin cậy của nó là như thế nào. Thì cổ quan sát và cổ quan sát tự nhiên và cổ phân loại ra là có những cái con alpha, những cái con giống đực nó thực sự là muốn kết nối với con cái để xây dựng một cái cuộc sống, và nó thực sự là một cái con đực có khả năng. Và có những cái con đực gọi là những con đực giả hiệu, thì cổ quan 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 sát tự nhiên và cổ cũng suy ra những cái con người trong cái xã hội loài người mà cổ được tiếp xúc nó cũng sẽ đi theo một cái hướng đó, nghĩa là có những con đực giả hiệu như là ba của cổ đã dùng những cái tiền mà trộm được của ông bà nội còn sót lại để đi làm một cái người đàn ông giả hiệu, giống như là những cái con đực alpha giả hiệu á. Thì trong sách thì mô tả là những cái con alpha chính hiệu và những cái con alpha giả hiệu như là loài ếch đi, thì có những con ếch là nó thực sự là rất là dũng mãnh và có tiếng kêu nó rất là vang để thu hút cái con cái đến vào mùa giao phối á, thì nó sẽ kêu rất là to. Và có những cái con đực giả hiệu nó đi theo những cái con đực alpha đó, chỉ cần con đực alpha thì thu hút được một con cái và cái sự giao phối xảy ra, nhưng mà cũng thu hút những cái con cái khác đến tìm cái con đực alpha đó mà không gặp, thì có những cái con đực giả hiệu nó nhảy ra giống như là cái tiếng gọi rất là to, đó là do nó, nhưng mà những con đực đó thực ra là rất là yếu kém, không có gì là thu hút hết. Thì Kia là quan sát tự nhiên như vậy để
phân loại được những cái kiểu người tình của mình là anh nào là thật sự yêu mình hay là anh nào là chỉ là dùng những cái sự ve vãn, như là những cái con công trống thì dùng cái màu sắc hay là cái tiếng hét của mình để thu hút những cái con công mái, nhưng mà thực ra là cái bản chất của nó thì không phải là alpha chính hiệu. Kiểu vậy thì bạn sẽ đọc được những cái đoạn mà liên hệ giữa tự nhiên, thiên nhiên, với cái đặc tính của những cái con người mà Kia luôn đánh dấu chấm hỏi, à là tại sao họ lại như vậy khi mà cô không được đến trường, cô không được giáo dục theo một cái cách kiểu của loài người văn minh, mà cô phải tìm hiểu trong tự nhiên để cô suy nghiệm ra, là cô nhìn nhận ra là ồ anh này là đang đang kiểu ve vãn mình theo kiểu một cái con công trống á, đang cố gắng dùng mọi cách để thu hút mình, để vì một cái mục đích nào đó thôi, chứ không phải là vì một cái muốn một cái sự kết nối lâu dài. Thì bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều cái kiến thức về sinh vật học nó thú vị như vậy trong cái quyển Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát này ha. Thì khi mà bạn đọc truyện thì bạn sẽ thấy là không chỉ Kia mà ngay cả Jordi, người anh trai của Kia, là cũng mang trong lòng một cái sự tổn thương rất là lớn, là bố mình là ồ tại sao lại thất vọng về một cái cuộc chiến tranh như vậy mà trở nên một cái người bê tha nát rượu và đánh đập những người thân như vậy. Thì bản thân Jordi khi mà lớn lên thì anh cũng khi mà rời cái vùng đồng lầy thì anh cũng đi vào quân đội để tìm cái sự lý giải về cái sự biến đổi tính cách của người bố mình, là xem là nếu mà mình đi vào chiến tranh thì mình có bị như vậy không. Thì trong truyện thì là lấy bối cảnh của những năm 1950 trở đi ha, thành ra là Jordi là đi tham chiến ở Việt Nam, đó là trong truyện, nếu mà bạn đọc truyện thì bạn sẽ biết. Và khi mà anh đi vào cuộc chiến thì cũng anh kể cho Kia biết là anh cũng đã phải uống rượu, anh cũng phải đối mặt với những cái gì, nhưng mà anh không có trở nên thối nát như bố. Thì trong bố là cái gì mà bố là kiểu kiểu phải trở thành người như vậy, thì anh cũng có những cái dấu hỏi lớn trong đời như vậy. Và trong cái chuyện Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát thì bạn cũng sẽ thấy là có một cái phương pháp chữa lành nó cũng rất gần với kiểu kiểu phương pháp chữa lành về tâm lý á. Nghĩa là khi cô bé Kia còn nhỏ thì đối diện với những cái điều khủng khiếp ở trước mắt thì nó có một cái cơ chế giống như là tự đóng ký ức lại á. Cô chỉ giữ lại những cái ký ức tốt đẹp đủ để cái nuôi nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình thôi, để mà có thể chống chọi lại với những cái điều kiện bên mình, trong mình, và để tồn tại thôi. Còn những cái ký ức mà mình không chịu đựng nổi thì giống như là cổ đóng lại và cổ đóng băng luôn á, và không không mở ra những cái cánh cửa đó nữa. Và khi cái người anh cho đi trở về thì lúc đó Kia cũng đã lớn lên rồi, và khi hai anh em nói chuyện với nhau thì họ mới hóa giải, nghĩa là mở ra được những cái ngăn tăm tối nhất trong cái tuổi thơ của họ, mà là bị bố mà bạo hành, mà kiểu cả gia đình như vậy á, những chứng kiến là mẹ bị bạo hành á, những cái kiểu tổn thương như vậy, thì cổ mới mới tháo gỡ ra được, mới nhìn thấy được cái nỗi đau của mẹ và hóa giải được với những cái kiểu mà trách cứ cái người mẹ của mình đó. Thì khi mà mình review Bay Qua Tổ Chim Cúc Cu thì mình cũng có nói về những cái cảm nhận của mình về những cái phương pháp mà về hóa giải cái tâm lý cho những cái người mà tâm lý yếu. Thì ở trong Bay Qua Tổ Chim Cúc Cu là cái bà y tá, một người tưởng là chuyên gia tâm lý nhưng mà thực ra là đang hủy hoại những cái người mà họ bị yếu á. Bởi vì khi mà một cái bệnh nhân tâm lý mà họ có một cái vấn đề khó khăn, nghĩa là trong một cái giai đoạn nào đó của cuộc đời họ gặp một cái vấn đề khó khăn và họ tự đóng đóng những cái cảm xúc của mình lại, đóng băng cái quãng đời đó lại, thì không phải là mình mở ra cho họ, bắt họ nói về cái điều đó, bắt họ tâm sự những cái điều đó trong khi mà họ rất là còn một người rất là non nớt, không không có chịu đựng cái nỗi đau đó, thì mở ra những cái ngăn khuất đó thì nó sẽ dìm chết cái con người của họ khi mà họ không chịu đựng nổi. Thì phải đợi cho giống như Kia, là phải đợi cho Kia lớn lên, cũng là yêu thương, cũng có những cái ký ức hạnh phúc và cũng có một cái sự tự chủ của riêng mình,
Thì khi mà Jordi trở về, người anh trở về, quay trở về tìm cô thì cũng giống như là cô có một cái chỗ dựa tinh thần rồi á, thì cô mới tháo mở ra những cái ngăn của ký ức của mình được, mới có thể là giống như là tự mình ôm ấp lại được cái cô kia hồi còn bé, mới mới tự chữa lành được. Thì Kia rất là nhiều lúc giống như một cái con sò vậy đó, khi mà cổ gặp khó khăn là cổ sẽ đóng lại tất cả những cái cảm xúc, giống như là khi mà cái vụ án về Jax diễn ra thì sẽ không ai đọc được một xíu gì về nội tâm của Kia, và cái đó là trong cái cách hành văn của tác giả, bà không thể chạm đến được cái suy nghĩ của Kia, không biết là cái nhân vật này là đang nghĩ cái gì, hành xử như thế nào. Cổ khóa toàn bộ những cái nội tâm của cổ lại, và con người là giống như trong một cái vỏ sò vậy đó. Và khi mà có một cái tình tiết rất là tinh tế đó, khi là mà vụ án kết thúc thì là Kia nói với Jordi là em là luôn luôn đơn độc đó, em là luôn luôn một mình, và cô này cổ không tin vào một ai khác, kể cả anh trai hay là kể cả người mà cổ yêu, đó là Ted. Thì bởi vì là Jordi là đã anh trai là đã từng bỏ cô ấy đi, Ted thì cũng đã từng bỏ cô ấy đi năm cô ấy 15 tuổi, và mãi sau này thì anh biết là cổ là người mà anh không thể thiếu trong đời sống thì anh mới quay trở lại. Nhưng mà về lòng tin thì cổ yêu, nhưng mà cổ cổ sẽ không gặp khó khăn, cổ sẽ không có tìm người đó giải quyết nữa. Bản thân Jordi, bản thân Kia là đã là một cái người là rất là độc lập rồi á, biết cách giải quyết những cái vấn đề liên quan tới 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 bản thân mình và không cho người khác chạm vào cái thế giới của mình đó. Thì khi mình đọc cái quyển này mình cũng tự hỏi là thế thì cái chủ thuyết về tôn trọng thiên nhiên hay là không đánh giá đúng sai trong thiên nhiên, khi mà những cái thế lực trong thiên nhiên vì sinh tồn đó, nó phải tiêu diệt lẫn nhau á, cái chủ thuyết của tác giả thì nó có nguy hiểm cho cái giới trẻ không? Khi mà rất là nhiều người đọc cái quyển sách này, trong đó có cả những cái tuổi thanh thiếu niên mới lớn, nó hình thành nhân cách nữa, thì cái tư tưởng của cái quyển sách này, cái tư tưởng về cái chủ thuyết của tự nhiên á, cái quy luật của tự nhiên khi mà đưa vào cái hành xử của một cái con người thì nó có vấn đề không? Nó có tạo nên một cái điều gì đó sai trong đời sống không? Thì có lẽ là không phán xét ha, nhưng mà mình nói là cái nữ tác giả này, bà đã dẫn dắt cảm xúc rất là tốt khi mà từ đầu đến hầu như là cuối truyện, một cái tội ác mà bạn không nhìn thấy được hung thủ và không biết ai gây ra một cái tội ác đó, và cũng không thấy cái việc nhân vật Chase chết đó là một cái điều là lỗi của ai, hay là một cái ai phải chịu trách nhiệm, là một cái điều phải chịu trách nhiệm với cái chết đó là một cái điều mà là một cái điều đúng đúng đắn giống như là pháp luật. Thì đó là một cái sự dẫn dắt, gọi là dẫn dắt về cảm xúc rất là tốt của nữ tác giả này. Nghĩa là bà ta có một cái khả năng về dẫn dắt cảm xúc của người đọc á, nghĩa là bạn không thể ghét được những cái nhân vật vòng quanh cái chết đó được. Thì cái điều đó nó có gây hại gì trong cái sự giáo dục của thanh thiếu niên hay không. Thì bởi vậy mà khi mà mình để cái quyển sách này giới thiệu ở trên cái Facebook cá nhân của mình, thì mình đã để cạnh cái quyển Tội ác và trừng phạt, là vì vậy á, là bởi vì hai cái vấn đề nó giống nhau, là hai cái án mạng đã xảy ra trong cả hai quyển sách, nhưng mà trong cái quyển Tội ác và trừng phạt thì đó là chủ thuyết của một cái nhà tâm lý học, và bạn sẽ nhìn thấy diễn biến hoàn toàn tất cả những cái diễn biến tâm lý của một phạm nhân sau khi mà ông ta đã phạm tội giết một cái con người, mà ngay cả khi cái lập mưu để làm cái điều đó thì ông thấy cái chủ thuyết đó, cái điều đó hoàn toàn đúng đắn, nhưng mà khi mà cái án mạng xảy ra thì tất cả những cái gì nội tâm của một cái người hung thủ trong đó nó chuyển biến tâm lý như thế nào, thì cái quyển Tội ác và trừng phạt là nó viết rất là kỹ, rất là tinh tế, và gọi là bậc thầy về về chủ thuyết, về vấn đề tâm lý.
thì mình chỉ để hai cái cuốn đó kế bên thôi. Thành ra nếu mà bạn đọc cái quyển này xong thì mình không biết là bạn có cái dấu hỏi giống như mình hay hay không, nhưng mà khi mà ở tuổi của mình thì mình đọc rồi, và khi mà bạn đọc cái cuốn Xa Ngoài Kia Nơi Lời Tâm Hát, khi mà bạn lần đầu tiên phát hiện cái vụ án mạng thì ai đã chết? Đó là một người con trai, một người con trai rất là giỏi của một cái người mẹ khác, của một cái người mẹ trong một cái xã hội, và gia đình đó thì chỉ có một người con trai thôi, và anh người con trai đó đó mất. Và người mẹ đó gì thì dù có tốt xấu, có tự hào về con trai mình một cách quá đáng thì đó, người con trai đó cũng là do người mẹ đó tạo ra, đúng không? Và bà đã nuôi lớn lên, là đã kỳ vọng rất là nhiều ở người con trai đó, thì có thể là họ sống không có theo cái chủ thuyết của tác giả là bảo tồn thiên nhiên hay là phải tôn trọng thế này thế kia, nhưng mà có cái sự chấm dứt cái đời sống của người con trai đó thì có phải là một cái điều đúng hay không? Thì có lẽ là người đọc bạn mình không biết là khi mà bạn đọc cái kết của truyện rồi á, thì bạn có cảm thấy day dứt không? Bạn có cảm thấy day dứt hay không? Có cảm thấy cái người đó là đáng chết và cái người mà phạm tội thì đáng để thoát hay không? Thì mình nghĩ đó là một cái dấu hỏi thôi. Và khi mà đọc cái chuyện này xong thì khi mà boss thì mình không muốn boss cái quyển này riêng, mà mình đặt cái quyển Tội Ác Và Trừng Phạt chung một boss. Bởi vì khi mà đọc, nếu mà bạn đọc hai cái quyển này thì bạn sẽ hiểu là tại sao mình kiểu mình làm như vậy, bởi vì với mình thì nó là một cái dấu chấm cảm thôi. Một cái dấu chấm cảm dành cho người đọc sách sau khi đọc xong là bạn nghĩ như thế nào? Đây là một chủ thuyết về thiên nhiên, một đời sống thuận theo tự nhiên, và bà ta à, và cái bà tác giả này, cái cô tác giả này, cô đã sống, đã hành xử như thế và đã tin như vậy. Và một cái bên Tội Ác Và Trừng Phạt là một người mà được giáo dục và được nhìn nhận về việc kết thúc sinh mạng của một cái người khác, thì nó để lại cái gì trong cái nội tâm của hung thủ hả? Có bình yên hay không? Thì bởi vì là trong trong cái quyển Xa Ngoài Kia Nơi Lời Tâm Hát là mình nói là không có viết về nội tâm của hung thủ, nó là một cái bức màn bí mật á, ngay cả đến khi chấm hết của tác phẩm nên là không biết cái hung thủ nghĩ cái gì. Nhưng mà mình nghĩ là nó không phải là sự bình yên đâu, bởi vì nếu là bình yên thì hung thủ sẽ phi tan tất cả các chứng cứ và sẽ không để lại gì hết cho người ta biết là mình đã từng giết người đó. Nhưng mà cái nhà thơ đó để lại trong truyện, cái nhà thơ đó đã để lại một bài thơ mà đọc vô thì mình biết đó không phải là một cái chết tự nhiên, và để lại cả cái tang chứng. Nghĩa là với mình thì mình nghĩ đó là một lời xưng tội, không biết là có phải không. Với mình thì mình nghĩ nó là một lời xưng tội, chứ nếu mà thật sự không muốn không ai biết thì nên phi tan tất cả những cái đó đi, nó có bình yên không nhỉ? Mình không nghĩ là bình yên đâu. Mình đã đọc Tội Ác Và Trừng Phạt rồi, mình nghĩ không không nghĩ nó là bình yên đâu. Một cái dấu chấm cảm cho tất cả mọi người nha. Ngay, bạn có thể tìm đọc cái tác phẩm này, bởi vì là tả cảnh này, tả về thế giới sinh vật ở vùng đồng lầy thì rất là sinh động ha. Được viết bởi một cái nhà sinh vật học mà, và một người bảo tồn thiên nhiên, và bà cũng đã có rất là nhiều sách xuất bản về cái vấn đề bảo vệ động vật hoang dã rồi. Đây là một cái quyển tiểu thuyết đầu tay của bà và nó gây ra một cái sự ồn ào rất là lớn á. Thành ra là bạn đọc để biết là chính kiến của một người mà họ tôn trọng cái quy luật của sự sống trong tự nhiên là như thế nào, thì cũng rất là đáng để đọc á. Hay, cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh Sài Tây Nói Gió tuần này và lắng nghe cái phần chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đọc xong quyển Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát của nữ tác giả Delia Owens ha. Chúc các bạn một tuần vui vẻ, hẹn gặp các bạn trong những chương trình sau trên kênh nha. Bye bye.